Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Bộ Y tế công bố 12 loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19. Bộ Y tế vừa có công văn về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Bệnh viện Y học cổ truyền, bộ, ngành, Bệnh viện Y học cổ truyền các tỉnh, thành phố, các cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền. Theo đó, tại hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu được ban hành kèm theo công văn này nêu rõ, căn cứ vào diễn biến lâm sàng của người bệnh, tùy mức độ lâm sàng và thể bệnh y học cổ truyền, Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền và các sản phẩm từ dược liệu phù hợp. Đối với nhóm thuốc phòng và hỗ trợ điều trị, có thể sử dụng 2-3 loại kết hợp, cũng như dạng sắc trên cơ sở các bài thuốc có trong hướng dẫn với các thuốc cổ truyền, sản phẩm từ dược liệu. Cụ thể, có 12 loại thuốc cổ truyền được Bộ Y tế cho phép dùng phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19, bao gồm các sản phẩm đã bào chế lẫn vị thuốc như sau. 1. Ngọc Bình Phong Gia Xuyên Tâm Liên, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. Viên nang COVID, Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. 3. Bạch Địa Văn, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. 4. Siro Viêm Họng, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. 5. Siro Dưỡng Âm Bổ Phế, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. 6. Siro Ngân Kiều, Viện Y học cổ truyền Quân đội Bộ Quốc phòng. 7. Hạnh Tô, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. 8. Vệ Khí Khang, Viện Y học cổ truyền Quân đội Bộ Quốc phòng. 9. Hoạt Huyết Nhất Nhất, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dược phẩm Nhất Nhất. 10. Inbox. 11. Xuyên Tâm Liên. 12. Nasagas. Ngoài ra, trong văn bản còn có danh mục các loại thuốc sát khuẩn không khí, sát khuẩn tay, thuốc xịt phòng, họng, dùng hỗ trợ phòng chống COVID-19. Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, tổ chức, bào chế, sản xuất thuốc cổ truyền, các sản phẩm từ dược liệu nếu đáp ứng các điều kiện chế biến, bào chế theo quy định. Nếu có tổ chức, cá nhân lợi dụng dịch bệnh vi phạm về quy chế chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh, quảng cáo sai, kinh doanh, sử dụng dược liệu, thuốc cổ truyền không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, đầu cơ tăng giá, Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông sử dụng thuốc cổ truyền và các sản phẩm từ dược liệu cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cộng đồng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh để chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp. Không tăng giá dược liệu, thuốc cổ truyền liên quan đến các biện pháp phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19 kèm theo danh mục nói trên. Chi phí chế biến, bào chế thuốc cổ truyền và chi phí khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền liên quan đến dịch bệnh COVID-19 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.